Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì trong tập này mình sẽ tiếp tục hồi sinh một em khủng long ăn cỏ nha các bạn. Thì chúng ta sẽ hồi sinh hết cả thể là 7 em khủng long ăn cỏ rồi mình sẽ tính tiếp nha. Ở đây thì mình sẽ chọn rất là nhiều em luôn ha. Chắc mình sẽ chọn một con qua. Chắc con kích thước vừa vừa thôi. Đó chính là con... Đâu rồi, để mình kiếm nó cái đã. Đây, Bachycephalosaurus nha các bạn. Tên rất là dài luôn. Nghe nó na ná với con Parasaurolophus rồi đó. Đọc là muốn lẹo lưỡi luôn à. Tên khủng long dài kinh khủng luôn. Ở đây mình sẽ sẵn hồi sinh với cái cây cao cổ đại luôn nha các bạn. Paleoraptor. Rồi, ngon. Để mình ra ngoài này cái tí đã. Thì trong lúc offline mình có chỉnh lại cái đường như thế này. Chúng ta đã cắt cái đường cho nó gọn gàng hơn. Và ở phía bên đây mình cũng có cắt đi luôn. Mình đã có những dự định kế tiếp cho tất cả 7 loài khủng long ăn cỏ rồi. Và tiếp theo đó sẽ là những loài ăn thịt và những loài khủng long ở dưới nước, cũng như những loài khủng long bay nè, chim, cá và những cái loại cây cổ đại nữa nha các bạn. Thì bây giờ để mình chắc tạo một cái cây quan quá. Một viên kim cương mình có để ở đây sẵn rồi. Mình đã chuẩn bị khi quay clip sẵn rồi. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái diamond one. Cái cây diamond one kia của mình bị hư rồi, mình sẽ cất vào đây. Trời, nó chơi mà nó bị hư luôn rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đào thêm mấy cái red block cũng như là dirt nha các bạn. Chúng ta sẽ đào thêm để mà tiến hành xây dựng một cái chuồng kế tiếp nha. Ngon. Đây, chỗ này nó có cái núi nè.
Cuối cùng cũng xong các bạn ơi. Để bây giờ mình về nhà cái đã. Chúng ta sẽ về đây và tiến hành lấy thêm một vài cái vật phẩm. Đây, ở đây mình có kiến nè. Kiến mình đã cho nung rất là nhiều ở đây rồi nè. Chúng ta đã cho nung kiến ở đây rồi nè. Sẵn lấy mấy cái iron ingot này ra luôn. Tí mình sẽ cần để mà chế tạo thêm mấy block of iron nữa đó. Ok, đi qua bên kia lấy thêm kiến nữa thôi. Bên đây thì nó là 5 stack, bên kia thì nó ít hơn một xíu. Bên đây 6 stack chứ. Đây mình sẽ tạo 8 block đó. Chúng ta chỉ cần 8 block và còn thêm 2 cái cử, 2 cái iron door. Ngon. Sẵn mình sẽ tạo luôn 4 cái nút nha các bạn. 4 cái nút. Ping, quá xịn luôn. À, mình nghĩ là nên tạo thêm 4 cái nữa. Tại vì tí mình sẽ còn tạo thêm mấy cái feeder đó. Nói chung mỗi cái chuông là 4 cái feeder thôi. Ok, đây công thức của feeder chúng ta cùng xem. Rất là đơn giản luôn ha. Công thức của feeder. Cần thêm mấy cái xô. Xô ở đây mình có rất là nhiều xô luôn. Ping. À, quên bỏ này vô. Ây da, quên bỏ kiến vô nữa chứ. Rồi, cuối cùng cũng xong 4 cái feeder rồi nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục. Đây. Trời ơi. Mình sẽ lấy hết mấy cái này đã hết. Kiến quá chừng luôn. Rồi. Ok, tiến hành đi qua bên đây thôi các bạn. Ngon, nãy giờ thì mình chỉ đi đào mấy cái block và đặt cái nền móng thôi. Bây giờ mình sẽ còn đặt hai cái đèn bí ngô ở đây. Đó, cho nó sáng. Ây da, chỗ này bị gì vậy? Trời ơi, trồng mấy cái dirt block lên nào. Mình sẽ đặt mấy cái check all lantern xuống đi, cho nó sáng. Đó, cũng như là mình sẽ chisel. Đào cái cây chisel của tôi. Đây, chisel mấy cái iron block này nha các bạn. Mình sẽ chisel như thế này. Đó. Chisel nó và tiến hành tạo một cái cửa bằng sắt để cho bọn này nó đỡ phá mình. Ây da, cái chuột nó lại bị double click rồi các bạn ơi. Rồi sẵn mình sẽ đặt luôn hai cái cánh cửa bằng sắt ở đây luôn nha. Cửa là đồ sắt thì chúng nó sẽ không phá được đâu. Còn mấy cái nút bằng đá này thì có nguy cơ là tụi nó phá được nha các bạn. Ghê lắm, để mình đi vô ngủ cái đã. Đi ngủ phát chứ trời tối mấy con zombie, creeper và skeleton nó ra chết. Đi vô ngủ, ngủ một phát nào các bạn ơi. Vậy nó mới xịn chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ teleport ra cái chuồng đây và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng lên nha. Đầu tiên mình sẽ chisel thành reinforced glass này cái đã. Các bạn thấy mình rất là lời không? Đáng lẽ chúng ta phải tốn thêm mấy cái needlework nữa. Nhưng mà chúng ta nó lời như vậy là quá ngon rồi. Trời ơi. Rồi ở đây mình sẽ lấy cái cây wand và tiến hành cho nó lên mấy tầng nữa. Thì cái chuông này mình sẽ thêm lên là 6 tầng nha các bạn. Cái con này thì nó cao có tầm 2,4 block thôi. Đó, nó có chút xíu à. Nên là chúng ta không còn phải lo ngại cái vấn đề nữa. Nó phá như mấy con Ankylosaurus nữa hồi trước nữa. Ok, mình sẽ ốp mấy cái work slab ở đây luôn. Chúng ta sẽ ốp sạch. Hy vọng chuột nó không bị double click thôi. Lâu lâu nó bị click nhanh đấy các bạn. Mình rất là ghét cái đó luôn. Hơi bị khó khăn một xíu. Hey, trời ơi, đây là cái chuồng của con khủng long ăn cỏ thứ 5. Chúng ta còn 2 con nữa thôi. Và sẽ sớm hồi sinh nó trong 2 tập gần nhất nha các bạn. Mình nói dự định của mình là như vậy luôn. Còn những tập kế tiếp là chúng ta sẽ đi về những thứ khác, cũng như là những cái con khủng long khác nha. Đầu tiên là mình muốn cho nó hoàn thiện luôn, kiểu như là một cái hệ sinh thái của khủng long ăn cỏ luôn. Chứ đang ăn cỏ rồi qua ăn thịt thì nó sẽ bị loạn một xíu nha các bạn. Rồi, từ từ rồi các bạn sẽ biết. Ok, bây giờ mình sẽ ốp mấy cái slab mấy cái đã. Xong liền, xịn nhang. Ok, chúng ta sẽ tiến hành chisel mấy cái glowstone này luôn nha. Mình sẽ chisel nó, chisel cái neon. Đâu rồi? Chisel mày luôn nha con.
Neon Glowstone nè. Ngon. Cắt cái cây chisel này vô. Rồi, sẵn mình sẽ đặt luôn. Đặt ở đây một cục và mình sẽ đi ra 7 ô. 7 ô, chúng ta sẽ đặt một cục tiếp tục. Rồi, qua bên đây. Bên bốn góc thì tất nhiên là mỗi góc một cục rồi. Rồi, vẫn ra 7 ô và chúng ta sẽ tiếp tục đặt một cục Slowstone này nữa. Rồi, qua bên đây, cách cái cửa đây 2 ô thì mình sẽ đặt một cục Slowstone nha các bạn. Thay xây cái chuồng kiểu này riết rồi nó quen luôn rồi. Nói chung là mấy cái chuồng mình xây chỉ là tạm bợ thôi nha các bạn. Tuy là xây bằng Reinforced Glass, đập rất là lâu nhưng mà sẽ là tạm bợ thôi. Chúng ta sẽ có một cái tập mà nâng cấp chuồng sau nha. Ok, hy vọng các bạn cùng đón xem. Rồi, mấy cái Glowstone còn lại mình chúng ta chỉ cần giống qua thôi. Nó sẽ rất là đơn giản luôn. Đặc biệt là mấy cái như thế này nữa nè. Giống qua. Rồi, đúng rồi, đúng lốc này rồi. Mình sợ nó nhầm thôi. Đó, bên đây cũng vậy. À da, rồi đúng cái lốc này rồi. Phải như vậy mới chịu. Rồi, xong xuôi. Chúng ta sẽ giống qua và tiến hành đặt thêm 4 cái Glowstone nữa. Rồi, cái thứ hai sẽ nằm ở đây nha. Và còn 2 cục Glowstone nữa thôi. Đâu ta, đây rồi. Ta la. Và cục cuối cùng đặt bên đây nha các bạn. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong cái chuồng cho con Bachycephalosaurus rồi nha các bạn. Tên nó dài quá. Ok. Rồi, sẵn bây giờ mình sẽ tiến hành sáng tạo thêm một cái hồ nước cho chúng nó nghịch chơi nhau nha. Ok, thì đây là cái con Bachy cuối cùng rồi nha các bạn. Nãy giờ nó bị fail mấy lần rồi. Thành công rồi nè. Quá xịn luôn. Đây, cái trứng thứ 3. Ba cái trứng của con Bachy rồi. Đây, chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Đó. Ta-da. Đó, mình sẽ đặt gần gần mấy cái Glowstone đi cho nó ấm. Với lại cho nên nó sẽ dễ nở hơn rất là nhiều nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ chơi với cái trứng nè. Mấy cái này chúng ta có thể đẩy đẩy được, rất là hài luôn. Ok, được 7% hả? Ngon. Ở đây mình sẵn sẽ cho mấy cái thực phẩm vào feeder luôn cho nó tiện. Đó, cho bộ tay tổ vào. Bên đây thì cho seed vào. Đó, bên đây thì cho wheat vào. Rất là nhiều đồ luôn nha các bạn. Hay, bây giờ công việc của chúng ta đó chính là đứng đây và chờ đợi chúng nó nở thôi. Bachycephalosaurus. Ngon, có như vậy chứ. Ây da, có vẻ là phải đẩy nó rộng ra một xíu. Hy vọng để như vậy nó vẫn nở chung. Mình chỉ sợ nó lại không nở chung thôi. 30 mấy phần trăm rồi, quá là ngon rồi. Quá xịn. Ôi ôi, có vẻ hơi lâu các bạn ơi. Thì nói chung á, về những con khủng long ăn cỏ này, mình dự định là làm một cái khu thật là to luôn. Và chúng ta sẽ thả hết tất cả các loài khủng long ăn cỏ vào. Tại vì những con khủng long ăn cỏ này nó sẽ không đấu đá lẫn nhau đâu. Nó đều là ăn cỏ hết. Khi nào mà bị ăn thịt tấn công thì nó mới phản kháng lại thôi nha các bạn. Cái Cultivat nó bị lỗi rồi kìa. Bị lỗi mấy cái vậy, chúng ta đi vào xem nào. Ui, lỗi 3 cái luôn. Ui, chán nha. Mấy cái cây cao cổ đại này nó bị fail các bạn ơi. Trời ơi, chết tôi luôn rồi. Ok, lỗi thôi. Để chắc tí mình sẽ sửa sao. Bây giờ phải nhanh chóng đi ra ngoài kia chứ. Không là ba con nó không được mình thuần hóa hết. Chúng ta phải ở gần trong cái bán kính là 6 ô. Thì mấy con này nó sẽ tự thuần hóa như bạn. Nó sẽ tự nghe lời mình. Còn nếu mình đi ra chỗ khác thì sẽ hơi khó khăn một xíu. Chúng ta có thể thuần hóa cách khác bằng mấy cái roi cũng như là cách cho ăn nha các bạn. Cho ăn để cho nó hiện trái tim lên. Ok, cứ đung đưa mấy quả trứng này chơi thôi. Biết làm gì bây giờ.
À nãy mình cũng có chế tạo mấy cái nước cốt gà thêm nữa, nên nó bị dư ra mấy cái xô hồi nãy đó. Ô, quả trứng này nó đã rung lắc lên nè các bạn. Ô, hai quả rung lắc rồi, và quả thứ ba cũng rung lắc luôn. Quá xịn. Phải như vậy chứ. Rung lắc đi mấy đứa ơi. Đó, và em. Ồ, nó tới quả trứng làm gì vậy? Bachycephalosaurus ba em đã bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Rồi, ở đây mình sẽ coi thử. Con này là mèo nha các bạn. Ôi ôi, con này cũng là mèo luôn, hai con mèo rồi. Ui, ba con đực mà ở chung làm cái gì vậy? Xong tôi luôn, trời ơi. Thì chúng ta sẽ hiện tại là chưa có cách để mà duy trì mấy cái con Bachycephalosaurus này. Chúng ta sẽ còn một con cái để cho chúng nó đẻ, có thể duy trì được cái giống này được. Ở đây mình sẽ tiếp tục trang trí bằng mấy cây Paleograph. Paleograph. Thôi các bạn vừa thấy gì không? Tự nhiên nó bị lắc các bạn ơi. Nó bị drop FPS đấy. Trồng thêm một cái cây ở đây nữa nha, cho nó vừa. Rồi mình sẽ tiếp tục bón cỏ. À, bón một xương cho nó lên cỏ chứ, nó nhầm. À, nhìn cho cái chuồng nó đỡ đơn điệu hơn một xíu. Rồi chúng ta sẽ bón tiếp tục ở đây nha các bạn. Ở đâu nữa không? Ở bên đây một cái nó đi. Rồi bây giờ là chỉ một cho chúng nó uống nước cốt gà thôi. Để mình xem thử nó có gì hết. Trong cái phim Thế Giới Kỳ Jura các bạn, cái con này nó rất là hài hước luôn. Trời ơi, nó toàn là lấy đầu đi hút thôi. Đây. Ui. Ồ, nó biết ăn rồi đó. Bảo vậy mới được chứ. Đúng rồi, ăn nhiều lên. Mình sẽ cho nó nước cốt gà tiếp tục nha các bạn. Ăn bạo lên. Mấy sướng chứ. Wow, nó qua bên đây nó ăn luôn kìa. Cái này lì quá vậy. Ôi ôi. Nó lên. Ồ. Ồ, sao nó nhanh quá vậy. Để mình xem thử. Oh, cái age của nó là có 10 thôi các bạn ơi. Trong khi những con khác là 12 đến 13. Đây là cái tuổi mà khi dùng nước cốt gà đó. Oh, hàng chi nó nhỏ là phải rồi. Trời ơi. Mình sẽ tiếp tục cho em này lên. Oh, con này cũng biết ăn luôn. Phải như vậy chứ. Ui, rồi bây giờ nó không tự ăn nữa rồi. Đâu cho nó ăn. Ăn bằng bánh mì cũng được. Rồi. Và đây là em Bachycephalosaurus cuối cùng. Đó. Cho mày ăn thoải mái luôn nha con. Rồi, nó không còn tác dụng nữa rồi. Và ba em này đã lớn hết cỡ rồi nha các bạn. Đó, nhờ nước cốt gà mà chúng ta có thể thấy được hình dáng của chúng nó khi lớn đó. Quá xịn luôn. Ok. Trời ơi, em này máu cũng hơi ít luôn nha các bạn. Ôi, nhiều cái nó ít quá. Trời ơi, đáng sợ thiệt. Rồi. Bachycephalosaurus ba con. Mình sẽ cố gắng kiếm một cái con cái để mà duy trì nội giống thôi. Nó có ích cho các bạn nha. Ok, để mình đi ngủ phát đã. Trời ơi, cũng nguyên một ngày rồi, hồi sinh khủng long quá chừng mệt luôn rồi. Ở đây mình sẽ
Ây da, ở đây không còn cái gì hot hết vậy. Ui ui, sắp xếp đồ lại một xíu thôi nha các bạn. Đồ đạc rất là nhiều luôn. Mình sắp lại hết rồi. Mình lại tê ra bọt ra ngoài này. Ok, thì tập hôm nay cũng là đủ rồi. Chúng ta đã hồi sinh xong ba con Pachycephalosaurus được rồi. Ba con được rửa. Tụi mày ở với nhau đừng làm gì nha. Thôi nó nhìn tùm lum quá nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Cũng như là chia sẻ video để tiếp thêm động lực cho mình làm những video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.